3 đều. Mình quay góc với bên góc. Rồi. Chào các bạn đến với kênh YouTube Lai Loan Tuy. Đây là trận đấu đây là trận đấu giữa trường trung học cơ sở Nghi Công và trường trung học cơ sở Liên Quân Nghi Yên. Cảnh hợp Nghi Yên. Đặt bóng mạnh nhưng mà bóng bay ra ngoài sân. Thanh chạm chắn và tiếp tục điểm bàn cho trường trung học cơ sở Nghi Công 5-3. Thanh Nguyệt tiếp tục phát bóng. Như vậy là đánh bóng bằng chân sang thang chân. Như vậy là điểm bóng cho trường học cơ sở Nghi Công 6-3. Đập bóng trong trăm lưới, như vậy là bóng hơi vào trong sân. Đổi về điểm bóng cho trường đội Liên Quân 4-6. Thầy Tạm đặt bóng rất tốt. Ghi điểm cho đội mình là 5-6. Vẫn còn. Nếu bóng số 10 đập rất tốt, bóng xuống đâu. Rồi một pha ghi điểm cho một thầy thẳng đi đến tiếp tục điểm bóng cho đội Liên Quân 6-0. Kết quả bây giờ là 6-0. Một tràng vào tay. Như vậy là thầy thẳng đã mang ảo số 10 đã liên tục ghi điểm mang về cho đội Liên Quân. Như vậy đội bóng không tốt, bóng ra ngoài sân và điểm bóng cho đội trường trung học đội Liên Quân là 7-6. Đặt bóng tốt. Như vậy là đội ra điểm bàn cho đội trung học cơ sở Nghi Công 7-0. Như vậy là đánh bóng 4 tràng tiếp tục điểm bóng cho trường trung học cơ sở Nghi Công 8-7. Bờ bóng không tốt, bóng ra ngoài sân đối với điểm bóng đội Liên Quân 8-0. Vẫn còn. Đập bóng tốt. Còn. Như vậy tôi tặng đội bóng không tốt. Đội như đội bóng cho trường trung học cơ sở Nghi Công 9-8.
đền bóng không qua sân, tiếp tục đổi tiếp tục đền bóng cho trường trung học cơ sở Nghi Công 18. Bước một không tốt, lại tiếp tục điểm bóng cho trường trung học cơ sở Nghi Công 11-8. Bóng qua sân, đánh bóng mạnh, bóng bay ra ngoài sân, lại điểm bóng cho đội trường học cơ sở Nghi Công 12-8. Bóng chưa tạt đây, không qua sân, đổi điểm như vậy là đổi điểm bóng cho trường đội Liên Quân 9-12. Đánh bóng mạnh, bóng chạm tay chạm ra ngoài sân và đổi vào điểm bóng cho trường trung học cơ sở Nghi Công 13-9. Bước một không tốt, tiếp tục điểm bóng cho trường trung học cơ sở Nghi Công 14-9. Đánh bóng ra ngoài sân, đổi vào điểm bóng chưa đổi Liên Quân 10-14. Như vậy là một tay thẳng phát bóng mạnh, bóng ra ngoài sân và đổi vào điểm bóng cho trường trung học cơ sở Nghi Công 15-10. Bóng ngoài sân, phát bóng ra ngoài sân, đội điểm 11-15. Đội điểm bóng chưa đội Liên Quân 11-15. Đối với điểm bóng chưa trường trung học cơ sở Nghi Công 16-11. Thầy Nguyễn Tuấn Anh giao bóng. Như vậy là thầy Hương đội bóng tốt, tiếp tục điểm bóng cho trường trung học cơ sở Nghi Công 17-11. Đập bóng tốt, cầu thủ số 3 đánh bóng rất mạnh và điểm đổi bóng cho trường đội Liên Quân là 12-17. Thầy Hà giao bóng. Như vậy là thầy Hương bỏ bóng rất tốt, như vậy là đổi với điểm bóng cho trường trung học cơ sở Nghi Công 18-12. Bóng ra ngoài sân, trọng tài ra hiệu bóng ra ngoài sân, như vậy là đội và điểm bóng cho đội Liên Quân 13-18. Như vậy là phát bóng không ra ngoài, không qua sân, tiếp tục đội và điểm bóng cho trường trung học cơ sở Nghi Công 19-13. Thầy Nguyễn Văn Hương giao bóng. Cô giặt cho em không?
Như vậy là đội bóng không tốt, bóng hai nhịp tiếp tục điểm bóng trên trường trung học cơ sở Nghĩa Thanh 20-13. Như vậy là đánh bóng tiếp đối với đội bóng tiếp trường ở đội Liên Vinh 14-20. Đặt bóng thông qua sân. Điểm bóng cho đội Liên Vinh 15-20. Một pha bóng rất mạnh như là đội Liên Quân đã đội được bước 1. Như vậy là một pha bóng nhỏ rất tốt của thầy Nguyễn Văn Kinh đối với đội bóng trên trường trung học cơ sở Nghĩa Thanh 21-16. Như vậy đội Liên Quân chúng ta cố gắng lên. Như vậy là đánh bóng không tốt, bóng không qua sân. Tiếp tục điểm bóng cho trường trung học cơ sở Như Công 22-16. Bóng đánh bóng để tay chạm lưới đối với điểm bóng cho trường trung ở đội Liên Quân 17-22. Thầy Quốc Tuấn giao bóng. Đánh bóng không qua sân. Tiếp tục điểm bóng trước trường ở đội Liên Quân 18-22. Nhưng mà đội Liên Quân chúng ta cố lên. Như vậy là một chuyền hai không tốt. Bóng trong sân. Như vậy là bóng rơi để bóng rơi trực ra điểm bóng cho trường trung học cơ sở Nghĩa Công 23-18. Đánh bóng tốt, điểm bóng đối với điểm bóng cho đội Liên Quân 19-23. Như vậy là bỏ bóng không tốt đối với điểm bóng cho trường trung học cơ sở Nghĩa Công 24-19. Như vậy chỉ còn một điểm nữa là trường trung học cơ sở Nghĩa Công chúng ta. Như vậy là đánh bóng ra ngoài sân, điểm cho trường trung học cơ sở Nghĩa Công 25-19. Như vậy là tạm thời xét thứ nhất là trường trung học cơ sở Nghĩa Công dẫn với tỷ số 25-19. Hai đội tiếp tục đổi sân và tiến hành xét đấu thứ hai.